mua cái xe đi khá là ok, rất là đẹp. Anh xin chào tất cả bà con nha. Thì mình cũng chào anh chị khách hàng tới xem xe. Mấy nay khách hàng đến xem rất là nhiều, nhưng mà mình cũng phải có một cái khoảng cách, khoảng cách nói chung là cơ ly á, an toàn là chính mà. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho bà con là cái chiếc Avel. Thì cái chiếc Avel này thì hôm vừa rồi mình có review về chiếc xe này rồi, thì khách hàng đã coi và đã nhờ Pháp Anh quay trực tiếp và tung lên trên mạng luôn. Thì con Avel này thì hôm vừa rồi mình có nói cái giá của cái xe này là 199 ha, 199 triệu. Giá nói chung là khá là hợp lý so với giá thị trường. Thì con xe này bà con đi mua thì phải ngoài 200 ha, 223, có thể là lên trên chợ tốt bà con có thể tra ha. Đây là một cái mẫu Avel, xe của Mỹ luôn ha. Thì Phan cho bà con xem về cái biển đăng ký là 79 đúng không? 79 là tỉnh Khánh Hòa, Nha Trang nha. Chevrolet Avel đúng không? Avel. Và cái xe là xe số sàn nha bà con. Năm sản xuất, đời 2014. Dòng này thì du lịch, nó là dòng xe du lịch 5 chỗ ngồi, là không có niên hạn ha. Không có niên hạn. Bà con là mua cái xe này về là chỉ việc đi thôi, không có lo gì hết. Và cái hết hiệu lực của ngày đăng kiểm của xe này là ngày 1 tháng 9 năm 2022. Còn khá là lâu ha, khá là lâu để bà con mình đi. Thì chiếc xe này thì cái cân nặng của nó rất là nhỏ, nó chỉ có 1 tấn lẻ 5 năm ha, là nó chỉ có 1 tấn ha. Và cái xe thì 1 tấn thì bà con biết rồi, 1 tấn thì nó rất là nhẹ. Thì khi mà mình chạy trên đường á, thì nó sẽ tiết kiệm lắm. Và chạy thì thật sự là nếu mà chạy tốc độ cao thì nó sẽ hơi chao ha, so với những con xe nặng. Và cái thể tích làm việc động cơ là 149, là 1.5 ha, 1.5. Thì cái xe này á, là 1.5, thì tiêu thụ nguyên liệu thì nhiều anh chị cũng thắc mắc nó là bao nhiêu. Thì hôm vừa rồi có mấy anh chị cũng có bình luận bên dưới, có hỏi Pháp Anh, ví có hỏi riêng Pháp Anh là cái bình cái xe này nè là tiêu hao nguyên liệu nó bao nhiêu. Thì mình chưa chạy nó nhiều, nhưng mà mình biết được cái thân sát xe của cái xe này thì hầu như là nó như gen cha thôi, nói với gen cha cũng gần như nhau hơn. Thì tiêu thụ nguyên liệu nó khoảng 8 lít nha bà con, 8. Nếu mà đi Sài Gòn thì có thể là sẽ 9 lít. Đúng anh em bà con nào có cùng ý kiến Pháp Anh không, cho Pháp Anh một cái like nha. Tại vì để cho tất cả bà con mình, riêng không phải là riêng Pháp Anh nha, nhưng mà để dành cho những cái người mà chưa rành về xe, hoặc là những anh chị mà mới có bằng lái, thì anh chị sẽ hiểu rõ và có thể là sẽ mua về đi đỡ bỡ ngỡ ha. Thì cái hợp đồng trên tay mình nó là hợp đồng ủy quyền. Thì cái xe này chủ người ta bán cho Pháp Anh, thì người ta đã, mình cũng đã ký ủy quyền luôn, để cho khỏi có rắc rối. Khi bà con tới bà con mua xe Pháp Anh thì Pháp Anh chỉ có ra phòng công chứng thôi, là ký hợp đồng cho bà con thôi. Còn bà con ở xa thì Pháp Anh có thể là sẽ dùng nhờ dịch vụ, bên anh em dịch vụ sẽ giúp cho hai bên Pháp Anh và bà con kết nối với một con xe này, không cần phải đi ký ha, mình sẽ có cách. Giá thì mình cũng có để lên trên cái đầu ha, mình có để dán trên đây nè, đời 2014 ha, 199 triệu ha. Thì bà con cùng Pháp Anh xem cái nội thất chút xíu ha. Nội thất xe này thì được chủ người ta lên cái màn hình rồi. Và cái vô lăng xe này còn rất là đẹp ha. Dòng này thì rất là nhạy nổ, đời 2 đời cao mà ha. Đời cao này rất là nhạy. Và cái vô lăng xe này còn rất là đẹp ha. Rất là đẹp. Xe này thì remote đầy đủ hết. Remote đầy đủ hết ha. Xe này thì màn hình cái gì cũng có ha. Trần thì được nỉ bọc mi lông, rất là sạch. Chiếc xe này mà nó có loại số tự động nha, có luôn nha. Nếu mà anh chị mà muốn mua những cái dòng này mà kiếm số tự động thì rất là khó. Như giờ thì bên mình Pháp Anh chưa có, bên Pháp Anh chỉ có xe số sàn thôi ha. Dòng này thì bà con thấy không, là nó có hai túi khí, bà con nhìn thấy không? Đây là một cái A-Pan ha, túi khí ha, túi khí. Màn hình này thì Pháp Anh, cái màn hình này như là màn hình mới lắp luôn, chưa cài đặt gì luôn. Ôi giời, mình tắt nhạc chứ thôi, đụng bản quyền ha. Kèn nằm đây, mình cứ tưởng ổ kèn đây, mình bóp hoài không được ha. Kèn kêu như dế. Cái khu vực điều hòa nằm đây ha, bật lên là sẽ có điều hòa ha.
Bật điều hòa ha. Dòng này cần số anh em nhìn thấy không? Còn rất là mới nha. Thì đời này cao mà, ít đi thì chắc chắn một điều là nó sẽ không mòn mấy không. Có những cái chỗ để đồ rất là tiện ha. Ron cao su ha, còn rất là đẹp ha. Xe này thì màu bạc thì được chủ người ta sơn lại ha. Cái này là cái con này vặn để nâng hạ ghế nha bà con. Hạ ghế. Nắp cửa. Đây là cái chỗ mở cốp nha. Mình sẽ nâng cốp luôn cho bà con xem không. Còn đây là mở đít ha. Cốp đít nó xài bằng điện, nhấn đây nó sẽ mở ha. Kính lên xuống rất là mượt nha chị em. Những cái thằng hần còn rất là đẹp. Nếu mà cái xe mà chạy dịch vụ nhiều là mấy cái này nó sẽ bứt hết rồi, bứt hết luôn. Cái này là cái dè này thì nó cũ ha, nó hơi cũ nhưng mà anh em thích thì mua mới. Cái này đi mua nó hẳn 200 mấy chục ngàn một bộ ha. Còn này là nó có sẵn thì mình để vậy ha. Mình chỉ cái xe này mình mua về là mình chỉ có làm sơn, nước sơn bên ngoài thôi nha. Còn kia là cái baga mui. Cái này nè, cái này cái đùi cá ha. Cái này bằng nỉ. Nếu mà ở quê thì thường thường là mình phải thay bằng da ha. Ở thành phố mà cái nơi ví dụ như mình đây là không có bụi bặm dơ giấy thì mình xài sao cũng được hết. Dây beo nó còn xài tốt hơn. Chứ nếu mà cái dây beo mà xài nhiều thì thường thường là như mấy xe mà chạy dịch vụ xài nhiều là mấy cái này nó hư hết rồi, không còn nữa hơn. Cái sau là nó có cặp loa nhìn rất là đẹp ha anh em ơi. Cái vỏ phía sau này thì nó mòn, nó còn khoảng cỡ 40% thôi. Anh em thích thì anh em mua vỏ sạc, ví dụ như cần thiết nếu mà anh em mua được giá thì mình thay cho anh em cái vỏ sạc. Vỏ sạc ở Sài Gòn này nó khoảng cỡ 400.000 một cái ha. 4.000 một cái nếu mà anh em mua được giá. Cái mâm này thì đúng của nó là màu sáng sáng như này mà mình cho sơn lại màu này luôn. Xe này được cái biển số 6619 ha. Đít cốp. Này là cái màn hình zin của nó này, mình để lên này. Anh em nào thích thì lấy xài. Có thể lấy cái này về anh em chế cặp loa nghe nhạc không? Đánh cực đỉnh luôn, đánh cực đỉnh luôn. Phía sau nó có cái tấm này. Tấm da này, tấm này cũ quá bỏ luôn ha. Xe này được chủ người ta lót 3M hết nè, cách âm. 3M nó là cách âm ha. Cách âm chống ồn. Còn đây là cái bộ đồ nghề của xe ha. Là những cái con đội ha. Nguyên hết nha. Đít. Về phân đít. Không có dấu bị lỗi ha. Nhìn rất là đẹp không con ha. Nhựa nó rất là đẹp. Cái sòng xe này thì cái cốp này rất là rộng. Cái nhún xe này còn rất là tốt. Như nhìn cái xe mà nếu mà xe mà người ta chạy nhiều thì cái nhún này sẽ hư thôi. Nhún xuống khi mà mình nhấn xuống và nó sẽ lên xuống rất là nhanh. Và cái nhún xe này còn rất là cứng. Cái học nội thất này bà con nếu mà mua gì chạy dịch vụ thì cái học này có thể là mình sẽ để rất là nhiều vali, rất là nhiều đồ. Kể cả xe mà mình mua về gia đình đi chơi ha, đi chơi cái xe này thì rất là tốt.
cái cặp nhún và cái bô cũng còn rất là đẹp. Sẽ quay sơ một vòng cái gầm cho bà con xem ha. Đó, đi một vòng luôn cho bà con mình xem cái mình không có cầu nâng ở đây cho nên là mình không có quay được cái gầm, mình sẽ quay sơ cho bà con xem. Mấy anh dịch bệnh nhưng mà khách hàng vẫn thương và vẫn mến, vẫn đến ủng hộ xe Pháp Anh. Thay vì được trước mình bán rất là nhiều, một ngày mình bán tiêu thụ rất là nhiều, mà mấy ngày hôm nay thì do cái xe cộ nó bị hạn chế đường đi đường về nè, cho nên là khi mà khách hàng tới lui nó cũng rất là khó khăn, cho nên là cũng hạn chế. Mình cũng có khuyên khách hàng là nếu mà cần thiết lắm thì mới tới thôi, còn không thì cứ ở nhà cọc chuyển tiền Pháp Anh sẽ bàn giao tới cho bà con. Thì bà con thấy là cái hầm máy xe này còn rất là đẹp, máy rất là đẹp. Xe này thì anh em mang tẩy thôi, tẩy rồi. Xe mấy cái xe này thì chắc chắn một điều là Pháp Anh mua là những cái dòng này chắc chắn là Pháp Anh đã cho chỉnh sửa, mà cái máy này là còn zin nguyên cho nên là mình cũng không đụng tới luôn. Bà con nhìn thấy cái mặt máy không, zin nguyên không, chưa có dấu bị bung luôn. Mấy cái xe này bà con mua về Pháp Anh nghĩ bà con đi khoảng cả 10 năm 20 năm cũng sao đó. Riêng nếu mà anh em mà nhìn thấy không có tí nhớ, không có tí gì hết, rất là máy rất là ok. Nhìn những cái con này là con Bedfull của cái chiếc xe Avel này, những góc cạnh của xe rất là đẹp, những cái trên này mình nguyên chỉ phần đầu, phần đầu không có dấu bị lỗi ha, anh em mà con nhìn thấy nó không có dấu bị lỗi, rất là đẹp. Cái dòng Avel này rất là bền, cái động cơ này thì nó không khác gì cái con Genta ha, nhưng mà được cái là khi nó còn mới ha. Thay vì bà con đi mua những cái con Genta mà đời 2007 hay là 8 hay là 9 mà tới giờ này vẫn còn rất là bền, mà trong khi cái con này tới đời 2014, kế bên kia đây mình là còn một chiếc, chiếc này đời tới 2017 lận. Xe này bà con mua về góp ngân hàng được. Chiếc xe này thì Pháp Anh đang bán với cái giá là chỉ có 240 triệu, 240 triệu, nó chênh lệch là tới 40 triệu trên một con xe ha. Về phần đèn xe này còn rất đẹp ha, cái dàn đầu này thì còn nguyên nha, không có dấu bị lỗi nha bà con. Về phần đầu rất là đẹp ha, mặt nạ ga lăng lớn này. Nó khác cái dòng Genta, Genta thì mặt nạ nhỏ. Để cửa được dán chống nóng hết rồi ha. Xung quanh xe thì nó đều với nhau ha. Cái xe này nó đều hết, nó đều y chang nhau hết. Xe này thì Pháp Anh nhìn thấy là cái chất lượng của cái xe này là nó còn khoảng cỡ từ 80% so với mới ha. Khi bà con coi kênh YouTube của mình thì bà con cũng phải để ý một con xe mình quay ha. Mình quay thì thật ra trên cái hình ảnh và cái điện thoại của mình thì nó có chức năng giống như camera 360 á, kể cả cái xe này nó có xấu hay nó chầy hay nó bầy hay chăng nữa, mà khi mình quay lên thì nó sẽ xóa hết tất cả những cái lỗi mà mình sẽ nhìn không nhìn thấy. Và khi bà con coi trên YouTube thì bà con cứ nghĩ ra là Pháp Anh bán cái xe rất là đẹp như một chiếc xe mới ha. Rồi khi bà con thấy mình bán cái xe đẹp quá rồi, bà con thấy cái giá rẻ rồi, bà con chạy ha, một mạch chạy tới đây thì coi hai cái nó khác nhau hoàn toàn, thì bà con phải chú ý cái điểm này. Thì hầu như trên cái điện thoại và những cái máy quay chuyên nghiệp hầu như là xóa form gần hết ha, gần hết những cái lỗi trên cái điện thoại hoặc là trên cái màn hình lớn mà con coi là sẽ không nhìn thấy. Khi nó ra Full HD là nó sẽ che hết, kể cả như mắt người bình thường nên như vậy nè, mình nhìn thấy nè cái nước sơn rồi không, lên điện thoại lên màn hình nó rất là bóng và đẹp, nhưng mà khi mà mình ra ngoài thì nó sẽ khác hoàn toàn nha. Cho nên là Pháp Anh cũng khuyên bà con có coi
hay là những cái trang mạng hay là những cái nơi nào ấy, mình phải trừ hao đi để mình mua và mang về con xe như ý ha. Chứ không phải là tự nhiên cái mất mảng về con xe. Thì Pháp Anh bán xe là Pháp Anh bán thực tế. Khi bà con mua bà con cọc thì có thể là mình sẽ bàn giao tới cho bà con để bà con mình ở xa có thể là sẽ mua được xe ha. Và tất cả những anh em Hà Nội hay tất cả những cái nơi khác ấy, có thể là sẽ chuyển cho bên mình phần tiền nào đó. Mình sẽ giao xe cho bà con và giấy tờ mình sẽ giúp bà con hoàn thiện nhất. Và bà con nào mà đang có những cái con xe mà của mình, ví dụ như xe mà đời thấp, đời cổ, hay là cảm thấy là không có chán, không muốn đi nữa, muốn nâng cấp thì cứ liên hệ cho bên mình. Thì bên mình sẽ chạy cái xe, ví dụ như bà con chạy cái xe của bà con tới đây đó, rồi bắt đầu là mình sẽ đổi xe này cho bà con. Mình còn không thì bà con chụp hình gửi cái Zalo cho nhân viên theo số điện thoại 0775522222 hoặc là số điện thoại 0988111554. Hai cái đầu số đều có Zalo hết ha. Khi mà bà con gọi cho nhân viên thì nhiều khi nhân viên bận cuộc gọi không nghe máy được, thì bà con có thể là sẽ nhắn tin Zalo để có thể sẽ nhân viên sẽ giúp cho bà con mang về con xe như ý nhất ha. Cái nội thất xe này thì con 2017 này thì nó cũng không khác gì con 2014 kia ha, cũng rất đẹp, nhưng mà nó là số sàn, được cái màn hình to thôi, màn to thôi, chứ còn ngoài ra là cũng không thua kém gì ha, được cái đời cao. Thì cái xe này thì giá là 240 triệu. Thì anh em mua thì Pháp Anh chỉ có ra lọc cho bà con thôi ha. Thôi chắc mình cũng kết thúc video và cảm ơn tất cả bà con đã tin tưởng đến ô tô Pháp Anh và đã mua và đăng ký kênh và đã chia sẻ kênh ô tô Pháp Anh cho tất cả bà con bạn bè khác. Thì mình cũng cảm ơn rất là nhiều. Thôi hẹn gặp tất cả bà con với những video tiếp theo nha. Bye bye.